Rồi, xin chào các bác nhé. Xin chào các bác đã quay lại kênh của em. Thì hôm nay theo một yêu cầu của một một bác khách đó, thì bác bảo test cho anh cái máy để anh coi đó. Thì ok, hôm nay em đã hứa với các bác là thời gian hôm nay chiều nay em mới rảnh, đóng hàng đã xong em gửi hàng đi rồi đó, thì các bác nhận hàng của em đó. Thì cảm ơn các bác nhé. Đó thì đây là một cái motor, đây là một cái bo mạch của cái thằng máy rửa xe này. Đó, máy rửa xe mà em có nói với bác là hôm vừa rồi trong video đó. Đấy, các bác nhìn kỹ đây. Đấy. Đấy, một cái motor nhá, một cái bo mạch của nó nhá, các bác nhìn kỹ đây. Đó. Một con máy này nó nặng trọng lượng khoảng 35 kg. Đấy. Đó, bo mạch của nó đấy. Đó. Đây là motor inverter bác nhá. Lưu ý nhá, nó là inverter chứ không phải là motor thường. Nên các bác hãy lưu ý cho em nó là motor inverter. Đấy. Thì cái này nói chung là nó chỉ rất là kén khách đó, nói chung là ai chịu chơi, còn ai biết cái dòng này nó có giá trị như thế nào thì không biết đó. Các bác nhìn thấy không? Motor từ của nó đó, đấy đó, motor từ chứ không phải một cái motor đồ sộ. Đến công suất của cái motor này là đây, nó hơi mờ một chút đây, nhưng mà em vẫn có thể nhìn sơ sơ được dòng điện là 50 và 60 hạt. Đấy, con này là 11 lít trên một phút này. Nó con này nó áp của nó là 44.5 MPa. Đó, MPa 4.5 thì mình tính đi. Đó, 1 MPa của nó này nó rơi vào tầm khoảng 10 bar. Đó thì con này nó có thể áp suất lên tận 45 bar. Đấy. Nhưng còn con này 1 MPa thì quy đổi ra nó là theo như em sơ sơ đó thì nó vừa khoảng là 1 MPa này tương ứng khoảng là 10 bar. Đấy. Thì là 44.5 thì tương đương 45 bát. Đấy. Còn cái sợi dây này thì nó chịu tải được 60 bát nhá. Sợi dây này. Này. Con này là 46. Đó. Này. Này, các bác ngào tính rồi. Em thì chịu rồi. Đó. Nhìn là biết nhá. Đấy. Con này motor của nó là đây. Đây này. Đây là motor này. Còn đây là cái đầu máy nhá. Đầu máy của nó này, model là SAZ1105 này. Đấy. Đây là cái motor này. Đó, motor này. Có như cái đầu này, đầu áp. Còn cái này đây này, của motor này 1.4 kVA thì con này tương đương với khoảng 2 HP các bác nhá. Đó. Đây, 50 Hz, 60 Hz. Đấy. Super. Đó. Đó. Công ty của nó. Em quy chuẩn an toàn. Còn em sẽ quay kỹ hơn các bác. Đây này, chỗ này dầu đổ châm dầu nhá. Còn đây là cái mức nhìn dầu. Thì bác xài nhiều thì các bác, nếu ví dụ mà bác nào mà chuyên rửa xe ấy, thì có thể xem hàng ngày. Đó. Còn bằng sử dụng gia đình thì xe hơi hoặc là ít sử dụng ấy thì là gọi như là mình lâu lâu mới coi thôi. Đó, còn nếu mà rửa xe chuyên nghiệp thì phải coi liên tục nhá. Hết dầu các bác phải châm dầu à. Đó. Đó, đây là cái phần bo motor của nó, đây là cái phần này. Đó. Đây này. 5 10 15 16 cái đồng hồ này nó 16 cơ. Còn cái con kia nó là 4.5 MPa. Này, cái này là made in Italy. Đấy. Cái cục này của Ý, còn cái dây này là dây của Taiban. Thì con máy này sản xuất là dòng điện 100V. Đấy. Thì đúng ra cái con này nó còn một cái hộp như nhựa ở là để nó che cái phần này nữa cơ. Đó, nó có ốc bắt đây này. Đấy. Nhưng mà chắc là nó vận chuyển về nó vỡ rồi, hàng bãi mà các bác, thông cảm. Có cái nọ bên kia. Đó, có đầu nó piston của nó này. Đấy. Đó, nó có đây là dòng rửa xe gọi như là không chạm các bác nhá. Là theo như là nó, nếu mà nó có một cái đầu này nó có súng á. Có súng của nó. Đó thì nó sẽ điều khiển là không chạm. Đây này, đây nó có chỗ gắn súng của nó đây này. Đây này, đó, treo súng của nó này. Mà con này không có súng, cái súng của nó hàng bãi thì rất là mắc tiền. Tầm 1 triệu hoặc còn hơn triệu, còn hàng của Trung Quốc thì em không có biết, thì em không có dành, nhưng hàng bãi thì tầm đó. Còn cái đầu rửa xe này thì là nó đây, nó dài khoảng 20 cm các anh nhá. Đó, 20. Đấy. Rồi em sẽ đóng nắp nó lại. Em sẽ ra test cho các bác tham khảo. Con này hút 11 lít trên 1 phút các bác nhé. 11 lít. Đó. À, rồi các bác nhé. À, giờ em sẽ test trực tiếp cho bác coi con máy này. Thì bác sử dụng thì con này thì thật sự là phải lưu ý nhá. Đó là thứ nhất là cái dây điện này vào. Đó, nguồn dây điện này phải vào cho nó, dây cái tiếp diện của nó phải dây 2 chấm nhá. Đó, cái bếp cái máy của Nhật thì bác biết rồi, nó tiêu thụ dòng nó cũng rất là chuẩn xác. Cái dây này nó 15A này,
cái máy là 1.5 1.4 kW này, thì bác xài dây 2 chấm cho nó chắc ăn. Nếu mà có dây Nhật thì xài dây nó ngang cơ thì được, nhưng mà dây của Việt Nam thì bác phải xài dư chấm ra một chút nhá, 2 chấm nhá. Đó, còn đây là toàn cảnh của con máy đó. Thì bác lưu ý có cái con máy này thì nước thì phải cho nó cấp cho nó đủ nhá, không được cho nó thiếu nước. Đó, nếu mà nó thiếu nước là nó chạy nó sẽ bị hư hỏng cho cái phần đầu áp của nó. Đó, đây là lúc nào về cái bình nước kia là phải để đủ nước cho nó chạy. Đó, thì bác cứ tính đi. Đó, ví dụ là 10 của nó là 11 lít một phút. Nếu mà xài cái bình lớn hoặc là cái bình nhỏ như thế kia thì bác phải để cái vòi nước nó chạy vào liên tục. Đó, chạy vào liên tục, xả nước vào liên tục để cho nó hút. Bác cứ 11 lít một phút thì là cái bình đó thì là 20 lít thì nó hút vào trong khoảng 2 phút thôi. Đó là hết nước. Không để ý là nó sẽ để sử dụng như vậy nó sẽ hư máy. Đấy, tránh tình trạng như vậy. Còn đây là toàn cảnh của cái đầu nó hoạt động thì em sẽ bật máy chạy. Bật máy ở đây thì nó là dùng motor không chạm, không chạm thì mình phải có cái súng cơ. Còn đây là em lắp cái đầu này là không có súng. Đó, cái súng của nó rất mắc tiền, nó súng nó hơn triệu cơ. Thì con máy này, nếu mà con máy này thì nó cũng khá là mắc tiền, nhiều bác đã biết rồi, có bác xuống tận nhà co rồi. Cái máy này thì nếu mà mua cái cùng công suất như thế này mà mua hàng của Kaicher nó cũng khá là mắc tiền, tầm 20-30 triệu còn mắng nhá, thì sử dụng nó có bán. Có những cái hàng bãi này nhưng mà nó cũng tùy đó, nhưng mà các bác bảo hàng bãi rẻ thì không có đâu. Đó, tùy vào những dòng máy nhá. Ví dụ chẳng hạn như con này motor từ đúng không, nó rất là nhẹ khoảng 35 kg, còn những con kia mà như vậy nặng hơn, chắc chắn là phải nặng hơn con này mà nó rời cơ. Con này nó có thể di chuyển bánh xe rất là tiện dụng, đi chỗ này đi chỗ kia được. Còn con kia bác nằm phải nằm một chỗ nếu mà mua những con cùng giá tiền. Đó, giờ em sẽ test cho các bác, em sẽ xả nước. Em sẽ bật máy nhé bác nhé. Áp của nó đang lên là 5 chấm các bác nhá, 5 MVA.
À, xin chào các bác nhé. Nó nếu mà có một cái cây súng đúng kiểu của nó nữa ấy, nó xịt nó còn đã hơn nhá. Cái này coi như là đầu của Đài Loan thôi, nói chung là cái đầu này nó chỉ là đầu bình thường thôi. Đầu này khoảng 150 cái à. Đó. Còn cái súng kia nó mắc tiền lắm. Súng như một cây súng mình có thể bóp cò được đó. Thì nó sẽ hiệu quả hơn nhiều. Đó. Đây là con máy của nó này. Nó rất là gọn nhẹ các bác, về chỉ cần làm cho nó một cái nắp nắp ở trên này để che, nó còn motor của nó bên trong đấy, motor từ inverter bác nhá, chứ không phải là giống cái dòng motor kia. Đó, motor kia thì không có nói, đây là motor của dòng inverter, các bác lưu ý. Đó, thì cái máy cũng rất là nhỏ gọn thôi, 35 kg mà nó di chuyển bằng cái bộ bánh xe này nên là rất là tiện. Bác thấy cái đầu da của nó chưa? Đầu áp của nó ra rất là lớn nhá, đó, rất là to. Đó, đây còn đây là chỉnh áp này, các bác có thể vặn cái này ra để chỉnh áp nó lớn hơn hoặc là nhỏ hơn, nó tùy theo nhu cầu sử dụng. Đó, muốn chỉnh lớn thì sẽ dùng áp lớn. Đó, còn cái dây này, bác dây này nếu mà bác xài dùng thì hết đời luôn nhá. Riêng có sợi dây này, bao giờ các bác sờ được vào sợi dây này mới biết được cái giá trị của nó. Đây này. Đó, còn cái sợi dây áp này thì nó chịu được 60 bát nhá. Đó. Thì cái này mới có 40 bát thôi, 45 thôi, chứ ăn thua gì với sợi dây này. Đó. Dây rất cứng bằng hơn ngón tay cái một chút. Rồi xin chào các bác, hẹn lại các bác ở video tiếp theo.